Em tên là Duy, họ tên đầy đủ của em là Hoàng Đức Duy. Em sinh ngày 20. Em sinh năm 2003. Em đến từ thành phố Hòa Bình. Em là cảm nhận là em hoạt động nghệ thuật, em mới hoạt động nghệ thuật. Em mới tham gia hoạt động nghệ thuật. Cái việc mà em thấy ở bên các vị đó, đó là một cái nguyên nhân gì mà cái em biết đến các vị nó từ khi nào vậy? Em biết đến rap Việt từ mùa 1 ạ. Và trong lúc đấy thì em đang ở một bên chương trình cuộc thi rap khác ạ. Và em thấy được sự truyền thông. Đầu tiên là em phải nói thật là sự truyền thông của bên rap Việt rất là lớn. Và em cũng rất là muốn cố gắng chứng tỏ bản thân. Và em cũng muốn lan tỏa cái âm nhạc của mình đến cho mọi người. Tại vì em nghĩ nó là cái màu âm nhạc chữa lành. Trước đây em học trường Thăng Long. Dạ vâng, trước đây em học Đại học Thăng Long. À, nhưng mà cái lý do mà em bắt đầu hát nghệ thuật là gì? Mình đam mê ca hát từ nhỏ. Cũng không hẳn từ nhỏ em hay hát rồi. Bởi vì là ngày xưa mẹ em cũng thích làm ca sĩ. Nhưng mà không được hậu thuẫn bởi gia đình. Và thường các cụ ở miền Bắc thì thường đa số là sẽ không đồng ý cho con cái mình theo nghệ thuật. Nên là sau này em lớn lên thì em thích xong rồi em cũng thực hiện luôn ước mơ. Okay. Nghe em là thủ khoa, em thủ khoa em thủ khoa về khoa thanh nhạc ứng dụng của trường Đại học Thăng Long. Cái khi mà em bắt đầu nghệ thuật thì có khó khăn gì không? Thực ra thì mình chân lướt chân ráo, bước chân vào showbiz thì cũng bơ ngơ đúng không? Thì ai là người dẫn dắt em và em đã vượt qua những khó khăn như thế nào? Người dẫn dắt em rất nhiều người, là bao gồm các thầy cô ở trường và cũng là những người anh em, và đặc biệt là anh B-Ray là người đã thôi thúc em và cũng là người đã giúp em tạo được những cái tiếng vang ở trong chương trình. 2020 là em bao nhiêu tuổi nhỉ? Tức là mới 17 tuổi mình đã thi một cuộc thi cát rồi, mình là thi một rap. Dạ vâng. Em lớp 11. Sau cuộc thi đấy là em tiếp tục là nuôi dưỡng ước mơ và tiếp tục thi rap về một năm. Vâng. Sau cuộc thi đấy thì em không kịp đăng ký rap Việt mùa 2, tại vì là em thi đại học ấy. Thì sau đó thì em cũng không biết mọi người gọi như nào, nhưng em sẽ gọi cái này là tu nhạc, là em sẽ đóng cửa, là em sẽ không đi chơi với bạn bè, là em cũng chỉ có một mình, rồi em sẽ làm nhạc các thứ để kiểu để tu ấy. xong rồi em sẽ đi thi thì em cũng khá là bất ngờ lúc mình gọi vào thì em gọi luôn cho mẹ. Là em Nam Tiến là năm nào? Em Nam Tiến là từ lúc em vừa kết thúc chương trình rap Việt là em Nam Tiến luôn. Đấy. Có mẹ ở đây lúc trước. Cô có chị chuyển vào đây với cháu hay sao? À không, mình thì hiện đang là giáo viên ở một trường cấp 3 thành phố Hòa Bình. Và khi mà con cũng bắt đầu đi thi thì bản thân mình ủng hộ về mặt tinh thần thôi. Nói chung là mình cũng biết là bạn ấy cũng có năng khiếu, thì mình thì cũng gọi là cũng rất là yêu âm nhạc. Và trước kia thì cũng muốn thi vào một trường nhạc viện, thế nhưng mà bố mẹ thì lúc ý không đồng ý. Thế là mẹ của mình thì cứ muốn là vào sư phạm, ước mơ đấy là vào sư phạm. Mà sau đó thì mình cũng vì bố mẹ thì cũng thi sư phạm và đỗ, và bây giờ thì mình cũng đang là giáo viên. Nói chung là có thể là nghề đã chọn mình, nhưng mà bây giờ thì mình cũng rất là yêu nghề, và bản thân mình thì cũng là một người cũng rất là hiện đại, cho nên mình cũng tự tin để nói rằng mình cũng truyền cảm hứng tới rất nhiều những bạn trẻ ở trường. Thế mà là một trường cấp 3, và bản thân cấp thì cũng là học sinh của trường mẹ. Thế và không chỉ cấp thần đâu, rất nhiều những bạn khác cũng đã thành công trong những lĩnh vực. Vì quan điểm của mình là không phải cứ đại học hay là cứ nhất thiết vào những trường lớn thì mới thành công. Mình có thể phát triển khả năng năng khiếu của mình, miễn sao là mình tâm huyết
và thực sự là được sự ủng hộ đồng thuận nữa thì sẽ mình nghĩ là con đường thành công nó sẽ tốt hơn. Thế và như lúc nãy bạn có hỏi đấy thì là ai là người mà gọi là dẫn dắt Duy từ bé thì mình thì hay cho con nghe nhạc. Thật ra kể cả từ khi mình mang thai bạn ấy mình cũng rất là hay nghe nhạc. Thế và mình cũng nghĩ là âm nhạc sẽ giúp mình giải tỏa về mọi thứ trong cuộc sống cũng như là giúp mình thăng hoa hơn trong công việc. Thế và khi mà bạn ấy còn bé mình phát hiện ra là bạn ấy lúc mà 3 tuổi ấy, mình còn nhớ là lúc ấy là có cái bài Con Cò của Tùng Dương ấy. Con Cò Mày Đi Ăn Đêm thì bạn ấy đã nghe và bạn ấy hát rất là tốt rồi, lúc ấy thì mình thấy bạn thuộc nhạc nhanh lắm. Đấy thì sau đó thì mình cũng cho bạn ấy đến lớp khoảng lớp 2, lớp 3 thì đấy thì mình cho bạn ấy vào tham gia ở trung tâm hoạt động thanh thiếu niên. Thì bạn ấy cũng luôn luôn các thầy cô cũng chọn bạn ấy đi thi các khu vực. Thế bọn mình nhớ là lớp 5 thì bạn có thi khu vực miền Bắc thì bạn cũng được giải đặc biệt, giải đặc biệt lúc đó. Thế và sau đó sang đến chuẩn bị hè của lớp 5 chuẩn bị bước sang lớp 6 thì thầy giáo ở trường thì có đăng ký cho Duy đi thi Voi Kids. Thì lưu ý bạn ấy cũng đi thi. Nói chung là Voi Kids là cái đường mà Hồ Hải Anh với đúng Hương rồi cũng đã về đội của chú Hồ Hải Anh và cô Lưu Hương Giang lúc đó. Đấy thì và sau đó thì đến nhưng mà có một cái quan trọng là khi mà bạn ấy vào học cấp 3 thì bản thân mình cũng thật sự là cũng rất là ủng hộ thôi, nhưng mình cũng phân tích cho con. Thế và đặc biệt là thời điểm của bạn ấy lại là một thời điểm rất là khó khăn, đó là đang Covid. Thật sự là dịch bệnh cũng đang hoành hành rất là lớn thì mình cũng nghĩ là cái con đường nghệ thuật nó cũng lúc đó nó sẽ khá là nhiều chông gai. Thế nhưng mình thì không cấm cản, mình cũng có phân tích cho con là nếu như mà con quyết tâm theo thì con phải xác định đấy hướng đi của mình và phải thực sự là yêu thích tâm huyết. Lúc đó thì bản thân Duy thì học hết lớp 12 thì cũng rất là nhiều trường gọi, rất là nhiều trường gọi. Thế nhưng mà bạn ấy cứ thiết tha là xin mình là được theo cái khoa âm nhạc ứng dụng của trường Đại học Thăng Long, mà mình cũng nghe rất là lạ với mình, chưa nghe bao giờ luôn. Thế bảo thế con đã tìm hiểu kỹ chưa? Thì thực sự là các bạn trẻ các bạn đi rất là tinh thông, nhưng các bạn mà con tìm hiểu kỹ rồi, thậm chí là khi mà đi xuống thi là bạn đi đăng ký mà thi cuộc thi tốt nghiệp rap, mình còn nói rõ là mẹ sẽ không đưa con đi được vì lúc ấy mình cũng đã làm quản lý rồi, thì mình cũng không đưa đi được. Thế và con có xác định con đi được không thì bố mẹ rồi bà ngoại rồi dì chú dì cậu đều ủng hộ và cho tiền là đi thi, nhưng với điều kiện là phải tự đi. Thế và bạn ấy cũng tự đi. Thế sau đó về thì mình cũng phân tích nhiều cái thì bảo con sẽ quyết tâm mẹ cho con thử 1 đến 2 năm. Đấy, mình bảo là 1, 2 năm của tuổi trẻ nó con cứ nghĩ là ngắn nhưng không phải là ngắn. Mình cũng nói như vậy và có thể là khi mà mình đã lỡ một cái gì đó mình sẽ không quay lại được. Nhưng nếu như phát triển đúng thời điểm thì nó sẽ rất là tốt. Mình cũng nói như vậy. Và sau đó bạn ấy thi vào thì mình thấy kết quả của bạn cũng khá tốt và được các thầy cô cũng động viên, khích lệ. Và khi mà tham gia cái cuộc thi này thì mình thấy là bạn cũng tương đối là bản lĩnh và mẹ thì cũng chỉ đồng hành đứng ở đằng sau thôi. Và sau đó mình rất là choáng khi mà bạn ấy vòng đầu tiên bạn cuộc phỏng vấn bạn nói là nếu mà được chọn vào thì bạn ấy sẽ đưa mẹ lên sân khấu rap Việt. Trời ơi lúc bản thân mình nghĩ là cậu này quá liều vì rap với mình nó rất là nói chung là gọi là thích thôi. Thực sự đúng là khi mà Duy chưa thi rap làm với mình, rap là một cái gì đó nó gọi là rất là xa vời, rất yêu âm nhạc nhưng mà thật sự là như mình là lúc ấy mình chưa thích rap. Nhưng sau khi con đi thi thì mình bắt đầu mình nghe và con có hỏi mình đôi cái là mẹ ơi con biết thế này vân vân, thì mình có nghe và mình tư vấn cho con là mình thấy rap nó rất là hay, nó rất là đời, thật sự rất đời và truyền tải những cái rất đỗi đời thường trong cuộc sống này vào âm nhạc ấy, và nó truyền tải tới giới trẻ một cái gì đó rất là thực sự là nó thấm thía, nó tự đến chứ không phải là giống như bài học là 1+1=2 mà nó cứ thấm dần. Thế và mình thấy rằng là đấy chính là cái mà rất là nhân văn, rất là văn minh của cái âm nhạc của giới trẻ hiện nay đang lan tỏa tới các bạn ấy, thì mình rất là thích. Nhưng mà ngoài hỗ trợ về tinh thần và hướng dẫn cho Duy thì gia đình hỗ trợ kinh tế như nào? Thực ra thì mình thì nhà thì cũng bình thường thôi, đấy công chức bình thường mà. Đấy, thế cho nên là về mọi mặt gọi là ví dụ như là khách sạn, nhà nghỉ hay vân vân. Thế nhưng mà lúc khi bạn vào thi thì bạn gần như là được hỗ trợ. Thế nhưng mà mình cũng ủng hộ và đặc biệt là khi đi thi thì cô dì chú bác họ hàng đều kiểu cảm thấy rất là thích ý, rất là động viên, cho nên ai cũng ủng hộ một chút. Thế nên là mẹ thì gần như là không phải
hỗ trợ mấy. Và được cái là bạn ấy sau khi mà thi kinh nghiệm bác bạn cũng được mời diễn một số chỗ. Thì khi mà bạn đi học ở Đại học Thăng Long ấy, mình cũng cho kinh phí rất là ít, hầu như là bạn cũng tự túc rất là tốt. Thì bạn được một cái là cũng khá là thương mẹ. Đến giờ thì thấy thế là mình không biết sau này lấy vợ thế nào. Đến giờ thì nói chung là rất là tâm lý với mẹ, rất là yêu mẹ. Và từ khi mà bạn ấy bước ra từ cái cuộc thi Rap Việt mùa 3 thì bạn tự túc hoàn toàn. Thì một cái mà mình nhớ có một lần duy nhất là vay mẹ tiền. Vay mẹ tiền và nói là vay, bảo à với tôi là vay phải trả đó nha, có trêu thế, chỉ vay là vay và xin là xin, thế bảo không con vay và sau đó thì đấy thì bạn ấy hứa và bạn ấy trả. Thế và sau đó thì tất cả những cái ngày lễ Tết hay dịp gì đó của mẹ như 20 tháng 11 hay là 20 tháng 10 thì bạn ấy đều gửi tặng mẹ để mẹ mua gì mẹ mua. Thế rồi là cũng không giống như các bạn, hôm qua là ngày sinh nhật mình thì bạn ấy đã ra mắt cái sản phẩm đầu tay, đó là quên dần quên vào đúng ngày sinh nhật của mẹ. Thế và đặt vé là bốn người mẹ là vào để cùng gọi là hai mẹ con cùng xem cái sản phẩm đầu tay của mình, nên mình cũng rất là xúc động. Trời ơi, không biết trả lời gì thôi. Mẹ đã tìm đến điều này rất lâu. Thực ra thì nói ra đúng không? Không phải, vì là tất cả những cái đó thì mình nghĩ là nếu như mà các bậc phụ huynh ý, mà hiểu con ý, đồng hành và làm bạn cùng con thì mình nghĩ là các con cũng dễ tâm sự với mình, dễ bày tỏ, dễ chia sẻ. Và thật ra là mình hiện đang là giáo viên ở một trường cấp 3 thì mình cũng làm chủ nhiệm rất là lâu năm rồi sau đó mới làm quản lý. Thì mình nghĩ là mình khá là hiểu tâm lý học sinh. Có những trò là tâm sự với cô là làm sao để thuyết phục được bố mẹ để cho con theo ví dụ như là thiết kế thời trang, nhưng bố mẹ thì cứ muốn là con phải vào ngân hàng hay vào những cái trường lớn thì bố mẹ cũng đang làm rồi thì nghĩ là đầu ra nó sẽ rất dễ. Thế nhưng mà sau khi thì thật sự là có những học sinh của mình bây giờ cũng rất là thành công, ví dụ như là đi làm những công việc như là set up các, nhưng mà các bạn ấy thật sự là về kinh tế các bạn rất là ổn, hay là có những bạn cũng làm chuyên về máy tính ấy, chuyên về máy tính hay là thiết kế rồi là lập các cái phần mềm ấy, đấy lập trình thì các bạn ấy làm tốt lắm. Thế và đến bây giờ thì phụ huynh trường mình thì mình nói là mình định hướng về nghề nghiệp khá là tốt. Thì chị bạn trẻ mà cách về 2 lâu tuổi thì mình thì sinh bằng tuổi em có con đấy đúng rồi 24 thì mình lấy ông xã. Và sau đó thì sinh ra bạn ấy năm 25 tuổi. Và ngày bé thì mẹ thì cũng gọi là chỉ mình không học nhạc, không học nhưng mà cũng thỉnh thoảng hay hát cho bạn ấy nghe. Cũng hai mẹ con thì cũng nói chung là hay là ví dụ có những bài bạn ấy thích thì bạn ấy bảo mẹ nghe bài này mẹ có thích không, ví dụ như thế. Đấy, rồi là mình nhớ lúc bạn ấy học cấp 3 thì bạn cũng sáng tác cho một số quán để gọi là gọi đấy gọi là gì nhỉ? Chia cho quán à? Ừ đấy là kiểu kiểu như thế. Thế sau hỏi thì mẹ thì mình có nói là từ mẹ thấy cũng hay, mình trêu là đúng phân tán gái đâu khác. Cấp ba có 1-2 triệu tiêu là cũng hơi đi. Thì lúc ấy là người ta trả cho 1-2 triệu là thấy quý lắm đấy, nhưng mà quan điểm của mình thì không nặng nề về cái đó. Vấn đề là bạn ấy có, tức là cũng có những chỗ đã nghĩ đến bạn ấy đã là tốt rồi. Thế và sau đó là bạn ấy được thỏa mãn cái niềm đam mê của mình, và đặc biệt là những cái sản phẩm dù nó rất là nhỏ như vậy nhưng cũng được đem ra với quần chúng thì mình nghĩ là rất là hay. Đấy, rất là thích. Sau Rap Việt mùa 3 thì Duy đang thuê nhà hát ở Sài Gòn. Hiện tại thì em đang sống ở trong thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Chị đang hỏi câu gì ở đây như thế nào? Cuộc sống của em ở đây lúc đầu thì thật sự là rất rất khó khăn. Em tức là em không tìm hiểu kỹ về việc tại vì mọi thứ sau Rap Việt nó đến em cũng không còn control được tất cả mọi thứ, em cũng rồi là nhà ở cho đến việc stylist rồi là các thứ. Tại vì ở khi em ở trong chương trình thì sẽ có chương trình hối thúc và sẽ có mọi người lo, nhưng mà sau đấy thì em phải tự đi tìm, và đang từ một cuộc sống sinh viên rất là màu hồng mà suốt ngày em chỉ có đi học và em về nhà xong em đi uống cà phê với bạn, thì đùng một cái em thi xong không ngờ là sẽ được các bạn đón nhận như thế thì em cũng thấy hạnh phúc. Nhưng mà sau đấy thì cái việc thuê nhà nó trở nên khó khăn, và đấy cũng là lý do tại sao em đã phải vay mẹ, mặc dù là em không thích vay mẹ.
Lúc đấy em không thích vai mẹ thế nào, nhưng mà em nghĩ khi mà mình bắt đầu nợ một cái gì đấy là cũng là lúc mà mình sẽ bắt đầu lớn hơn. Em nói rõ hơn đi, tại sao sau đó thì việc thuê nhà của em trở nên khó khăn là sao? Tại vì là em tìm một căn chung cư nó bị mắc hơn so với những gì em có thể chi trả. Và em ký một cái hợp đồng là 6 tháng. Và rồi sau đó chính vì là em cũng không thể chi trả nổi cái khoản đấy nên em cũng đã phải bỏ dở cái hợp đồng đấy và cũng không thể lấy được tiền cọc. Lúc đấy thì với một người mới vào Sài Gòn như em, mới vào thành phố Hồ Chí Minh như em thì cũng rất là buồn và cũng rất là, thật ra là cũng rất là tiếc tiền. Tại vì là mình cũng chưa làm ra được quá nhiều tiền lúc đấy. Thì về sau này cũng may mắn là các anh chị cũng dẫn dắt em xong giúp đỡ anh, thế là em ổn định hơn. Bạn ấy thì có một cái là bạn ấy khi mà khó khăn thì bạn ấy rất là ngại mẹ biết, có một cái như thế. Nhưng mà về sau thì mình cũng chia sẻ là không được như thế, vì mình có thể là giấu khó khăn bé nhưng có thể vì cái giấu đó nó sẽ dẫn đến những cái khó khăn lớn hơn, cho nên là cứ phải thoải mái, đặc biệt với bố mẹ. Thế nhưng bạn thì không muốn mẹ phải nghĩ, vì là mình cũng có nói là bây giờ vào Sài Gòn không phải là chuyện quá dễ dàng với con đâu, vì là thực ra là mình không có người nhà trong này, bạn bè cũng có nhưng mà mình thì cũng khá giống bạn ấy là cũng rất là ngại phiền mọi người. Thế thì và đặc biệt trước khi đi thì mình có nói là đây là quyết định của con thì con cũng phải tự lập, mình có nói như thế, và phải thật sự là cảm thấy tự tin vững vàng thì mới đang tiến được. Mình cũng có nói như thế, mặc dù đây là đúng là một cái mảnh đất để cho các bạn ấy phát triển về con đường nghệ thuật thì rất là tốt, có thể nói là cũng không nơi nào hơn cả. Thế nhưng mà vấn đề là bây giờ có một mình, một thân một mình, và đặc biệt vừa mới bước ra khỏi cuộc thi cũng chưa có gì để đảm bảo cả. Thế thì mình bảo là mẹ, nếu mẹ có hỗ trợ, mẹ sẽ hỗ trợ đúng như kiểu hỗ trợ sinh viên thôi, mình có nói như thế, chứ không thể hơn. Mà bảo nếu mà vào mà để đầu tư cho một nghệ sĩ hay là để làm cái này kia là mình không có, mình có nói rõ với bạn như thế. Thì bạn ấy có tự hứa, cho nên là bạn ấy rất ngại, rất sợ là vì là có thể là bố mẹ lại mất đi lòng tin ấy, thế cho nên bạn ấy giấu. Nhưng mà sau đó thì mình rất hiểu bạn, tự nhiên mà cứ gọi điện cho mẹ xong tâm sự chuyện này chuyện kia vân vân, mình thôi chốt hạ đi, ông nói cái gì tôi mời đi. Đại khái như vậy thì hai mẹ con là rất hiểu. Sau đó thì cũng con nói là mẹ ơi, con bây giờ con muốn vay mẹ xíu xíu được không, vân vân đấy. Thế mình thấy sau đó thì mình mới thấy vay là mình biết là cũng khó khăn rồi. Thế và sau đó mình cũng có bảo là từ giờ trở đi là có những cái vướng mắc gì về kể cả là cuộc sống hay là về kinh phí hay về tình cảm vân vân, tất cả mọi cái là đều cũng nếu có thể thì cứ chia sẻ với mẹ thì bạn ấy ok. Nhưng mà những cái khó khăn đấy con quên dần quên rồi. Nhưng mà em cảm thấy tiến trị tự tin nhất ở em nó để quyết định cho em nó tự lập sớm như vậy, và thậm chí là ủng hộ cái con đường mà có thể nhiều người đó nó sẽ vì sẽ có rất là nhiều cảm thấy khó. Đúng, mình thì cũng có nói với con phân tích rất nhiều mặt trái và mặt phải về khi mà bạn ấy sẽ vào showbiz, mình cũng có nói. Thế nhưng mà mình tự tin là thật sự là như này, từ bé thì bạn ấy cũng là một cậu bé rất là ngoan, thật sự rất ngoan, cũng rất là hiểu chuyện, rất là nghe mẹ. Và đến giờ thì không biết có đúng hay không nhưng mà hình như là cũng không hút thuốc đâu, từ đó không hút thuốc. Và nếu để vào quán chơi điện tử từ bé là không có, có đúng một lần duy nhất, đúng một lần duy nhất là bạn ý khi mà vào quán net thì sau đó mình biết, mình thấy quá giờ chưa về mình có biết, nhưng mà như linh tính nhá, như linh tính, chứ bình thường là mình không, hầu như không đi đâu, cũng mình đi. Thế mà sau đó mình đến, mình vào quán thì thấy đang ngồi như này, mình chỉ bảo về thôi con ơi. Đấy, lúc đấy là cả ông xã là mặt bạn ấy đã tái mét men rồi, về mình cũng không nói. Tại vì là hôm đấy là lần đầu em rất là không hiểu, là rất không, đấy rất là đen. Lần đầu tiên bạn em rủ em đi net thì cũng là lần đầu tiên mà em bị mẹ ganh. Mẹ em đến quán net, mẹ em đứng một lúc, em đang hét một câu rất là to đấy. Rất là khoái, kiểu đang chơi ấy. Đấy. Để tao đi mít. Vừa hét to đùng ở quán cái mẹ đi đến. Mẹ em đi đến, mẹ em không chửi, mẹ em không đánh, mẹ em không gì cả, mẹ em nói là đi về thôi con. Ôi. Đấy, là lúc xong từ lúc trên xe đi về không nói một câu gì, là lúc đấy là em biết là ôi toàn rồi. Nhưng mà sau đó thì bạn ấy tự sửa thôi, bạn ấy tự sửa. Còn bản thân mình thì mình cũng rất nghiêm khắc. Và đến bây giờ thật sự là mình vẫn có một cái quan điểm là kể cả mình vẫn nói là dù lớn thế nào và làm gì thì vẫn là con.
dứt khoát là không thể. Đến như bạn cũng chứng kiến, kể như mình cũng thế, làm bất cứ gì nhưng San vẫn phải đỡ ông bà, vẫn làm mà không nghĩ mình là cái gì hết cả. Thật sự đấy, mình nghĩ thế, thì mình tự tin là bạn ấy cũng khá là bản lĩnh, khá là bản lĩnh, vì thực sự là cũng bị rủ rê nhiều chứ không phải không đấy, nhưng mà bạn lĩnh đặc biệt xuống trường, rồi sau đó là khi mà bạn có kinh phí từ cái cuộc thi kinh nghiệm RAT chẳng hạn đi tham gia, thì bạn rất là tiết kiệm, rất là thương mẹ đấy, thì mình thấy như vậy. Thì cái gì mà bạn ấy có thể tự chi phí được là bạn ấy không xin đấy. Thế còn vào đây thì cũng thế, mình cũng nghĩ là bạn cũng theo cảm nhận của mình thì cũng là một cậu bé tương đối là có năng khiếu, khá là tài năng thế, và cũng có cái gì về âm nhạc ấy. Trong mình nghĩ là như thế, thế cho nên là và đặc biệt là khi mà mình vào để thi cùng con ấy, thì mình được chứng kiến cái team của Vi, của Captain ấy, chỗ anh Vi đây cái, thì mình thấy team tuyệt vời lắm, thật sự là mọi người gọi là bao bọc nhau, chu đáo mà rất ngoan, thực sự là rất ngoan. Ở góc độ mình thì đôi khi là góc nhìn của một người giáo viên hơi khắt khe hơn một chút. Trước kia là ví dụ như thấy tóc xanh tóc đỏ mình khắt khe, bây giờ thì quan điểm của mình cũng khác. Thế và khi nhìn các bạn từ lời ăn tiếng nói các bạn ấy ngoan lắm. Thế và bao bọc nhau thì mình thấy tim quá dễ thương ấy. Đấy cho nên là mình thấy là nếu như Duy được sự dìu dắt của anh Bảo, anh Bình và các anh thì mình thấy là không có gì phải băn khoăn cả. Thế và các anh, kể cả anh Hiếu cũng thế, con nói là cô cứ yên tâm, em cứ ở đây có gì thì chúng con sẽ hỗ trợ, con sẽ giúp đỡ vân vân. Thì mình thấy đấy, cho nên là đấy là cái điều mà mình rất là tự tin, nhưng mà thôi để cho con vào để cho bạn lập nghiệp trong này. Để nói về cái sản phẩm này vừa giới thiệu là sản phẩm Quên Dần Quên là một sản phẩm mà nói sao ta, là một sản phẩm mà em viết từ, thật ra là cách đây rất lâu rồi, là cũng là cái sản phẩm này thì em không có ý nghĩa và nội dung truyền tải nhiều, mà nó chỉ là một sản phẩm về góc nhìn của em, về góc nhìn của em khi em nhìn về những cái thứ mà mình phải quên dần quên. Đấy là có hai thứ khi mà em nhìn trong góc nhìn của mình, đấy là một là chuyện tình yêu, bởi vì trên đời này sinh ra không có ai hợp nhau là 100%, kể cả máu mủ ruột thịt cũng còn không hợp nhau 100% ấy. Nhiều lúc thì mình sẽ có những lúc mình phải quên nó đi, nhưng mà mình không thể nào mình quên một phát quên luôn được, cho mình phải quên dần quên ấy. Mình chỉ có cách là mình quên dần quên nó đi thôi, và mình cùng tia đang ngỡ hai tách cà phê thì mình sẽ gọi là mình sẽ làm quen và enjoy với những cái tất cả cái điều mới mẻ trong cuộc sống. Giống cũng và góc nhìn thứ hai của em đấy là góc nhìn em nhìn mẹ em, thì mẹ em không theo được ca sĩ, thì em cũng biết, em cũng thật ra em cũng biết là mẹ em rất là buồn, cũng nhiều lúc em nhìn ánh mắt của mẹ thì em cũng biết, nhưng mà em sẽ không nói và nhưng mà mẹ em vẫn là một người kiểu tâm huyết với nghề nhà giáo, và em thấy là ồ đấy cũng là một cái tia nắng mới của mẹ. Mẹ cũng đã làm quen được, mẹ đã quên dần quên được đi cái quá khứ. Thì cái quên dần quên đấy đối với em nó sẽ là một cái kỷ niệm mà mình cất gọn vào. Đấy, đấy là cái sản phẩm của em và về cái góc nhìn của em trong cái việc để mình quên. Có chia sẻ về cái sản phẩm của bạn ấy, thì khi mà sản phẩm lúc đầu có demo ấy, thì mình có nghe qua, mình cũng nói bạn nhận thấy con viết cái bài này như thế nào, rồi cái nhân đề như thế thì sao, thì mình cũng chỉ nói với con là thật ra thì đấy là cái quan điểm của con, và đặc biệt là những cái gì con suy nghĩ thì con cứ làm, nhưng mà nếu như là góc nhìn của mẹ thì nó cũng khá là nhiều ý nghĩa ở cái chỗ là trong cuộc sống không phải lúc nào mình cũng trọn vẹn, và cũng có những nỗi buồn, cũng có những thứ mình cần phải quên. Thì mình nghĩ như vậy, trong về tất cả mọi mặt nó có thể đến với mình. Thế cho nên là đây nó cũng là một thông điệp, mình nghĩ như vậy, mà gửi gắm chứ không nhất thiết là quên đi một mối tình, quên đi một chuyện tình đã qua vân vân, nó không hẳn là như thế, mà nó có thể có những cái điều mà mình phải quên. Thì với mình thì mình quan điểm đấy là một cái thông điệp, mà nếu như có những điều gì cần phải quên đi thì mình cũng có thể là phải quên nó như thế. Cô giáo dạy văn thì nhiều khi con không như thế. Em có thể chia sẻ cho em là rap, tại sao rap là cái trọng lượng và trong thì Việt Nam mình đó, nếu mà gọi là để mà bước vào showbiz nó dễ dàng thì những cái dòng nhạc em ái em tai hơn một xíu thì nó sẽ dễ hơn. Thì em có thể chia sẻ cái suy nghĩ của mình không? Trước tiên là em sẽ nói về năm lớp 9 là năm đầu tiên em chưa rap. Và em khi mà em chơi cùng với mọi người trong cộng đồng này
thì em thấy là mọi người có một cái gì đấy rất là thoải mái, và cái ngôn từ của mọi người nó mang tính ẩn dụ nhiều hơn, và nó có thể ví dụ rất là nhiều đứa con sẽ khó nói là mẹ ơi con yêu mẹ, nhưng mà khi viết một bài rap thì theo nhiều cách ẩn dụ thì lại chúng ta lại có thể thể hiện ra được với mẹ ấy. Thì em thấy cái đấy rất là hay, và đấy cũng là lý do tại sao mà em chọn theo rap. Và em cũng lúc đầu em chưa nghĩ là em sẽ vào showbiz hay như nào, em chỉ đơn giản là em yêu âm nhạc, là em yêu rap và em yêu hát, em coi cả hai cái đều là làm nhạc, nên là em sẽ không nói là sau này em sẽ làm về rapper hay là về ca sĩ, mà em sẽ có thể là em sẽ thấy cái gì hay thì em sẽ song hành. Nhiều người lựa chọn rap bằng cách nổi loạn, và dạo gần đây cái vấn đề mà viết lai đích cho rap trở thành cái vấn đề khá là nhức nhối. Bản thân em ý thức được cái vấn đề này như thế nào để tạo những cái phong cách cá nhân của mình, cũng như không gây ảnh hưởng đến mẹ cũng như gia đình em với tư chất là với vai trò là một hiệu trưởng thì em thấy là với câu hỏi này thì em sẽ trả lời nó là bởi vì em thấy là mình trong cuộc sống mình phải có yếu tố quan trọng nhất, đấy là yếu tố cân bằng. Em chọn rap là bởi vì em thấy tất cả những anh em bạn bè chơi cùng là họ đều có thể tự do, nhưng mà hip hop là bắt nguồn từ những con hẻm, là bắt nguồn từ những nơi mà những người da đen họ bắt đầu từ những cái xấu hơn ấy ạ. Nhưng mà khi mà đem về Việt Nam thì thuần phong mỹ tục là những thứ mà mình phải cân bằng, và làm sao mình chơi nghệ thuật, mình làm gì cũng đừng để ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến bạn bè. Đấy là cách mà em nghĩ là em đã cố gắng để cân bằng trong cái phần lyric. Chứ tuổi trẻ thì em cũng thích ngông cuồng lắm. Cũng đã từng là gì nhỉ? Mà hai bạn cứ battle rap. À đấy, thì sau đó mình có được xem ấy. Thế sau đó về thì mình thật sự là luôn mình rất là dị ứng ấy. Thế là mình vừa choáng lắm, bảo tôi chết rồi. Mẹ em bảo là làm thơ thiếu văn minh. Lúc đấy mình cũng chỉ nghĩ là thơ hay xong đạp lên với nhau thôi, kiểu thế, nhưng mà như chủ nhau thật. Lúc ấy mình nghĩ ôi dồi chết cấm, mình còn cấm mà, mình bảo cực kỳ thiếu văn minh, thiếu lịch sự, ai lại cứ chó như thế này. Mình dùng từ là chửi nhau ấy, kiểu nghĩ nó như thế. Nhưng mà lúc ấy mình cũng không hiểu hết lắm, nhưng mà sau này thì bạn cũng có điều chỉnh thế, và bạn ấy cũng nói chung là cũng không phải là mình cứ nghĩ gì mình thích thì mình nói nữa. Thì và bạn ấy cũng đấy, như bạn ấy nói là cũng phải biết tự mình điều chỉnh làm sao để cho nó hợp lý nhất đấy. Và đặc biệt là mình thì luôn muốn là làm bất cứ gì, đặc biệt là nghệ thuật, là một tức là sẽ là người ảnh hưởng đến công chúng rất là nhiều, thì bản thân mình sẽ phải là những người khi mà kể cả phát ngôn hay khi mà đưa ra sản phẩm âm nhạc thì cố gắng là văn minh nhất có thể. Đấy là quan điểm của mình là như thế. Thế và đặc biệt mình bảo là đằng sau mẹ thì còn rất nhiều những học sinh khác, những phụ huynh khác nhìn vào. Thì còn tất nhiên là mình cũng không lấy đó để làm áp lực với bạn ấy đâu, vì đôi khi đã là nghệ thuật thì nó còn phải được giải tỏa, được giải phóng, và âm nhạc cũng nó nhiều thứ lúc để nói. Thế nhưng mà mình thì chỉ nói với bạn ấy như thế, và bạn tự phải cân bằng. Vì có một người mẹ là cô giáo dạy văn ấy, nó từng trở thành cái cảm hứng cho em như thế nào, cái chất thơ của văn học em đặt để như thế nào trong những cái tác phẩm? Em không biết tại sao, nhưng mà em đã từng học văn của mẹ em rồi. Thật ra thì mẹ em rất là, cái con phải nói thật thôi, là mẹ em rất là lười dạy em trong cái việc học văn. Và em cũng đã rất là cố gắng để tự túc, nhưng mà khi mà học văn mẹ em thì em thấy là thật ra mẹ cũng có tí máu hip hop ấy ạ. Tại vì mẹ dạy văn thì mẹ sẽ không dạy theo một cách nó ngọt ngào lắm, mà mẹ sẽ đi thẳng vào vấn đề và phân tích theo rất là nhiều góc nhìn. Thì em lại thấy là trong cuộc sống này, khi mà chúng ta nhìn mọi thứ với đa góc nhìn thì nó sẽ không còn trở nên quá tự tin hay là quá tiêu cực, mà nó sẽ nằm ở mức cân bằng. Và đấy cũng là một cái cách mà khi mà em nghe mẹ em dạy thì em cũng đã có cảm hứng về việc là làm thế nào để mình có thể cân bằng hơn trong cái việc viết lyric. Tại vì ngày trước thì cái lyric của em nó viết nó cũng có bậy, mà cũng có những cái sự nổi loạn, mà nhưng mà khi mà học văn mẹ xong thì thường thì em thấy em viết nó lại ngọt ngào hơn.
thực ra thì mình dự đoán cũng nhiều, nhưng mà lúc ôn thi vào cấp 3 để thi vào 10, thực ra thì như các bạn cũng biết là bây giờ thi vào 10 thậm chí còn khó hơn cả thi đại học, thật sự nó cực kỳ khó khăn. Thì mình cũng có ôn cho bạn mấy buổi, nhưng mà bạn ấy được một cái là bạn ấy tự tâm sự thôi, con học học cấp 3 bạn học nhiều, sau đó mình còn ngại sợ là học mẹ thì lại khó vào, thế mình cũng gửi bạn ấy khác, nhưng mà bạn ấy về sau của nó tức là bạn ấy rất thiết tha chỉ học mình, và mình dạy thì bạn ấy rất là nhớ đấy. Thế và sau này đến khi mà bạn ấy ôn đại học thì mình cũng chỉ dạy cho bạn mấy buổi thôi, nhưng mà số bạn này khá là đỏ, lúc dạy ôn thi vào 10 thì cứ dạy có mấy buổi thôi thì cũng trúng thủ, đến khi ôn thi đại học cho bạn ấy làm thử đề đại học thì cũng vào đúng cái đề sóng của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh. Thế và thực sự thì mình dạy thì mình cũng như bạn ấy nói, thì mình dạy thì mình cũng nghĩ là mình cũng rất là thăng hoa, rất là thăng hoa đấy. Và khi mà đã cao hứng thì thật sự là cũng rất là cháy. Mình có quan điểm dạy văn là như thế. Thế và đặc biệt với những cái bài thơ dài thì mình cũng dạy cho các bạn ấy cách học, ví dụ bạn yêu âm nhạc thì mình biến cái bài đó thành rap chẳng hạn, và đôi khi mình cũng trêu các bạn mình, ví dụ mình đọc thơ mình cũng đọc rất là nhanh đấy, ví dụ thế, thì trêu bảo wow chúc các bạn ấy đều như thế. Thế là sau đó mình bảo khi nào đọc được cái cô ấy thì mới thế này thế kia, thì các bạn ấy đấy, các bạn rất là yêu, rất là thích. Thế là em bị dính luôn. Bây giờ em hoạt động độc lập hay là em có vào công ty? À, hiện tại thì em đang ở trong công ty Nomad. Ủa? Vâng ạ. Thì cái hình thức mình làm việc như thế nào? Tức là bên công ty sẽ trách kê em mọi việc, hay là mình phần ở nhà là mình quyết định? À, thường thì các anh chị cũng có đưa ra lời khuyên để cho hợp với các thị yếu của các bạn bây giờ ấy. Nhưng mà em thấy các anh chị mà thường em có đồng thuận hay không? Em rất đồng thuận, bởi vì em thấy các anh chị muốn tốt cho mình và đưa ra những thứ rất là hợp lý để mình có thể vừa làm nghệ thuật mà cũng vừa có thể kiếm tiền. Em thấy nó rất là hợp lý, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng để cân bằng giữa cái là em sẽ không quên là mình đang thỏa mãn đam mê và mình đang cân bằng mọi thứ. Thế nên là em cũng sẽ cố gắng kiểu em là có thể sáng tác được, đúng không? Dạ, vâng. Và thì em suy nghĩ như thế nào về ca sĩ hiện nay và rapper và cái yếu tố trình diễn đó, nó theo em nó đóng vai trò như thế nào đó với một người nghệ sĩ trên sân khấu? Cá nhân em thì em thấy là các nghệ sĩ bây giờ rất là giỏi và rất là nhiều các bạn trẻ giỏi mọc lên như là nấm đấy, nên là kiểu em càng ngày em phải càng hoàn thiện bản thân mình hơn để có thể gọi là không bị out khỏi cái cuộc chơi này, và hoàn thiện hơn về cách trình diễn, về cách tức là em không có ai trên đời này hoàn hảo, nhưng mà em luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày ấy. Em thấy cái đấy nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi mà đi phát triển một cái con đường sự nghiệp của người nghệ sĩ và ca sĩ á, thì đôi khi mình không có thể nào chọn được nhiều thứ của một lúc, ví dụ em vừa sáng tác vừa biểu diễn, hoặc là em chỉ tập trung vào cái sự và cái hình tượng ca sĩ trình diễn thôi hay như thế nào, vì thực ra không phải ngôi sao nào cũng may mắn là sở hữu được tất cả các cái yếu tố đó để phát triển. Thì em hiện tại thì em chọn lựa như thế nào? Hiện tại thì chọn lựa của em vẫn đang là một người làm nhạc thôi. Nói dừng lại ở mức hiện tại em đang ở mức là em chọn lựa là một nghệ sĩ làm nhạc. Còn biểu diễn thì ở trên sân khấu thì em sẽ cố gắng em thả hồn để mọi người cùng feel với mình nhé. Cũng như bay bổng. Bạn ấy khá là tập trung về sáng tác. Sáng tác. Bạn này thì kiểu lên sân khấu thì bạn ấy rất là lúc ấy bạn ấy quên. Có một năm bạn ấy đã đi diễn gọi là diễn giao thừa cho tỉnh ấy. Lúc ấy cũng còn đang học thôi, nhưng mà trước đó thì có nghịch và bị mẹ phệt cho mấy phệt. Lúc ấy mình nghĩ là phải như người khác là sẽ không, tại vì trước giờ lên sân khấu cả. Thế nhưng mà vẫn lên sân khấu là quên hết mình, là cháy lắm. Đấy, tức là bạn này bạn cứ lên sân khấu là bạn ấy quên mất. Thế là bạn ấy diễn thì tóm lại là cũng khá là cháy. Nhưng mà thiên hướng của bạn ấy mình nghĩ là cũng đang tập trung vào sáng tác và tập trung cho làm nhạc. Và theo mình nghĩ bạn cũng khá trau chuốt những sản phẩm của mình và cũng có không thấy vội lắm. Mình thấy bạn ấy là người cũng không quá vội. Nhưng mà nếu mà mình cứ quá kỹ lưỡng, quá trau chuốt thì đôi khi mình lại bị chậm. Đấy, mình sẽ bị chậm. Thế nên mình cũng có phân tích cho bạn ấy một số cái. Nhưng mà thật sự là tới thời điểm hiện tại bây giờ là khán
tháng lắp việc, nhưng mà tới giờ là đã gần nửa năm thì em mới ra sản phẩm. Và trước đó nó có rất là nhiều cái ca khúc mà em thi trong cái lắp việc đó, nó khá là căng. Nói chung là hiểu của khán giả khá mạnh, như cái bài Rolling. Thì tại sao em không làm một cái sản phẩm nó như cái bài Rolling để tặng khán giả? Thì yeah, thì em chia sẻ như lúc đầu là cuộc sống của em đang là một cuộc sống sinh viên màu hồng. Thì khi mà em thi đến Rap Việt thì cái sự nổi tiếng nó đến với em khá là nhanh. Và em bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị cái gì cả. Và em cũng bắt đầu túc tắc để chuẩn bị làm từng bài nhạc một. Nhưng mà đợt đấy em gặp khó khăn về kinh tế, về mối quan hệ và về rất là nhiều thứ, nên là em chưa thể làm luôn được. Và một MV ca nhạc đối với em thì nó cần phải có sự chỉn chu, sự nghiêm túc và bao gồm rất nhiều thứ lúc đấy. Nên là em cá nhân em thì em cũng biết là em ra nhạc khá là muộn. Nhưng ý mà... anh nói là sao không ra một cái sản phẩm như Rolling Down ấy, hiểu không? À. Có thể là ra là em đang bị nợ khán giả không? Đấy. Sản phẩm như kiểu Rolling Down á. Thì... giống như thế. Thì chắc là sau này em sẽ chiều các bạn khán giả hơn bằng một sản phẩm mà nó có thể loại nó sẽ êm êm như là bài Rolling Down. Mà nhưng mà em nghĩ em cần thêm thời gian để có thể làm được hết tất cả mọi việc. Cái này em nói cái việc cân bằng lyric của em là sao được thuần phong mỹ tục và không đi quá đà, nhưng mà chính như là rapper thì cái sự thu hút của rapper chính là cái sự nổi loạn á. Mình nghiền quá mình không phải thu hút khán giả thì em nghĩ sao? Vẫn là xoay quanh câu chuyện cân bằng ấy, thì khi mà em đi diễn những cái show mà có người có mặt người lớn và có mặt những cái show mà kiểu nó open và nó có mặt người lớn thì em sẽ rap những bài chương trình Rap Việt và những cái bài mà nó không bao giờ nó đi quá giới hạn về ngôn từ. Nhưng mà show underground thì em sẽ nổi loạn hơn. Em sẽ dùng từ là em sẽ điên hơn, nhưng mà nó cũng sẽ không đi quá thuần phong mỹ tục. Trong trong cái nghề này em có xem ai là thần tượng hoặc là học hỏi được từ một cái gương mặt nào của một cái rapper đàn anh đàn chị và học hỏi được những gì? Về thần tượng của em thì nó chính là anh Bruno Mars, và còn học hỏi thì em học hỏi từ tất cả anh em. Kiểu em thấy ai có một cái gì đấy kiểu họ ví dụ cách họ nói chuyện với mọi người nó mà kiểu nó hay thì em cũng sẽ học. Em thấy cái đấy là cái cần thiết trong cuộc sống. Cái việc mà giữ cái quyết tâm theo nghề á chị nghĩ là khó, bởi vì giống như là Quang Anh do Akid cũng là nổi tiếng từ nhỏ nha, xong được nhiều người trong showbiz dẫn dắt 5 tiếng nhưng vẫn chật vật. Từng chia sẻ muốn bỏ nghề để về quê bán trà sữa thứ thì Duy thì sao? Em giữ cái quyết tâm đó như thế nào? Có khi nào kiểu nản chí không? Cũng có chị. Em cũng có lúc em nản chí, tại vì là sau chương trình King of Rap thì em không biết tận dụng truyền thông và em cũng không biết làm thế nào để mình tăng sự nổi tiếng lên, thậm chí cho đến lúc thi Rap Việt. Nên là mình bị chìm, sau đó cậu cũng buồn, kiểu thế. Em cũng gọi là cái khoảng thời gian mà em tu nhạc cũng là cái khoảng thời gian mà em nản chí rất là nhiều, đóng cửa tu nhạc và chỉ ở nhà viết nhạc các thứ. Rồi lúc đấy em cũng suy nghĩ khá nhiều là không biết sau này mình có kiếm được ra tiền không, mình có thực sự là cái thỏa sức và cái đam mê nó có đang là định hướng đúng của mình không, hay là mình sẽ đi làm văn phòng không biết có hợp không, rồi là lỡ sau này kiểu số dư của mình ấy. Cái này em chia sẻ thật thôi, là cái số dư của mình ấy mà kiểu ví dụ kiểu bố mẹ ốm đau, ông bà ốm đau chẳng hạn, thì mình sẽ lúc đấy thì mình sẽ là người mình không có tiền để mình lo, lúc đấy em sẽ rất là chán. Nhưng mà em cũng thật sự là em cũng nhưng mà lúc nào có bị kiểu stress hay cũng phải có em cũng có bị stress, nhưng mà những lúc đấy thì lại là những người anh em của em đã giúp đỡ em.
đã tâm sự. Anh em lúc nào thì cũng nói là kiểu anh rất là tin mày, rồi anh chắc chắn là mày sẽ làm được. Tại vì anh em nói thế nên là em càng càng cảm thấy là mình đặt nặng cái trách nhiệm hơn ấy. Là em cũng phải cố gắng hơn. Sao thế thì Ray có hỗ trợ em? Có rất nhiều rất nhiều đấy ạ. Em thì có thể nói là em cũng không nhớ hết được ấy. Tại vì là anh tâm sự rất nhiều, tâm sự đến sáng cũng có, mà anh gọi sang nhà cũng có, mà anh cũng gọi em đi show cùng. Và có những show thậm chí người ta kiểu người ta chưa booking em ấy, nhưng mà anh bảo booking em luôn. Và em cũng nói là em kiểu em vì là anh bảo nên là em không lấy tiền ấy. Nhưng mà anh bảo vẫn bằng cách nào đó biết số tài khoản và anh bảo vẫn chuyển cho em. Thật sự là quá hỗ trợ. Anh bảo hỗ trợ. Anh bảo hỗ trợ mà tình cảm á. Bảo tình cảm nên là mình cũng hay gửi gắm ấy. Đấy, tóm lại như thế nên mình cũng khá là tự tin. Anh bảo anh Bình đều rất là gọi là đúng là người anh ấy, kiểu đàn anh ấy. Các anh rất là quan tâm. Em đặt cái tham vọng để tạo cho mình cái mục tiêu và cái sự quyết tâm như thế nào khi mà quyết tâm theo đuổi sâu đi một cách kinh nghiệm. Tham vọng của em ấy hả? Tham vọng của em nhận là cái mục tiêu và cái ước mơ của em. Ước mơ của em là em có thể trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. Đấy là cái ước mơ của em, là em có thể trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. Không quan trọng yếu tố trình diễn à? Không có à? Cái gì cũng muốn, nhưng mà Duy cũng có ngoại hình này. Giống như mục tiêu kiếm tiền được em nói không? Sau này em có số dư để lo cho ông bà. Đấy cũng là em chia sẻ thực tế là đấy cũng là một cái mục tiêu của em để em có thể cố gắng hơn. Em nghĩ rất là nhiều về nó và em nghĩ rất là nhiều về việc trở thành một giám đốc sản xuất âm nhạc. Tại vì là lúc đấy thì em có thể tiếp cận với cái đam mê của mình nó rõ nhất ấy. Là em lúc đấy là em đã ở mức là em có thể hiểu được một phần lớn, em sẽ không hiểu được hết nhưng là em sẽ hiểu được một phần lớn ở trong âm nhạc của em. Có thể lúc đấy mình cũng giúp được rất nhiều bạn trẻ, mình đào tạo được những cái bạn mà có thể lúc đấy khó khăn như mình, lúc đấy cũng phải nghĩ về đồng tiền, cũng phải nghĩ về gia đình, cũng phải nghĩ về đam mê phải làm thế nào. Thì em đã từng stuck và em đã từng bị rối trong cái câu chuyện đấy nên là sau này em muốn làm một người như thế. Tại vì mẹ em cũng làm nghề nhà giáo ấy, chắc là em bị ảnh hưởng tư tưởng. Hiện tại thì có người yêu? Dạ hiện tại thì em đang hỏi uống nước này không phải lời nói. Ơ nhưng mà nước này nhiều nước. Đang giữ bí mật chắc nhiều bạn nhỉ? Dạ. Nhiều bạn gái thì nhiều đúng không? Bạn là con gái thì nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà mình cũng phải có cái sự trải nghiệm trong yêu đương thì mình biết. Có là em có. Cũng có. Em tự đánh giá cái điều kiện cần và đủ của mình nên như thế nào về cả ngoại hình, về tài năng, phong cách âm nhạc của mình có sao để tiến sâu vào cái đề này. Tức là tự đánh giá của em. Bản thân em thì em hiện tại là tự đánh giá về bản thân đúng không ạ? Thì em đánh giá là mình có kinh nghiệm hơn. Mình có kinh nghiệm hơn so với khoảng thời gian ở đại học. Và ngoại hình thì mình cũng đã chăm chút hơn để mình có thể trông ưa nhìn hơn so với khán giả trước đây. Và Tài năng tài năng là một cái thứ là nó là yếu tố tất yếu và em đánh giá tài năng của mình là mấy điểm, cho em nói là một chỉ số bí ẩn không ạ? Tại vì em nghĩ là nó vẫn có thể phát triển hơn nữa ấy. Nên là em sẽ trau dồi nó hơn và em cũng hy vọng là sau khoảng 5-10 năm thì em sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Tài năng là
nếu như mà chỉ có tài năng mà không có ngoại hình thì sao, và có ngoại hình mà không có tài năng thì sao, và nếu có cả hai thì sao, hiểu không? Thì quá là tuyệt luôn. Có cả hai thì tuyệt. Có cả hai chưa? Đùa, hỏi em hỏi khó nhỉ. Em nghĩ là mình có cả hai, nhưng mà là một đang nửa, là mấy điểm? Một nửa, 5/10. Mức 5/10 thì em nghĩ em sẽ chinh phục cái khán giả của mình bằng cách bằng cái điều gì? À, đó chính là em nghĩ là khi mà các bạn tiếp xúc và các bạn gửi những cái tâm thư món quà đến em đọc hết thì em thấy là các bạn thích cái sự em thì em không thấy thế, nhưng mà các bạn thích cái sự vô tư của em, và các bạn thích cái sự sự tích cực cũng như là thích cái màu âm nhạc của em, thì em cũng sẽ cố gắng làm sao mình phải giữ được cái sự tích cực đấy, mặc dù em biết là những cái gì em trải qua trước đây nó chỉ là sóng gió nhỏ thôi, sau này thì em sẽ phải trải qua nhiều hơn, nhưng mà em vẫn sẽ cố gắng giữ cái sự tích cực. Bằng sản phẩm hay bằng cái gì? Bằng sản phẩm âm nhạc và bằng con người, nghĩa là yếu tố con người nữa. Thực ra thì trong cái khán giả của hiện tại bây giờ với khán giả ngày xưa thì nó sẽ rất là khác nhau, và khán giả mình như là cái việc mà họ nghe và những cái sản phẩm của các nghệ sĩ hiện tại bây giờ là màu như này, họ sẽ rất là nhanh chán. Thì cái hiện tại của em thì em sẽ có những cái thay đổi nó như thế nào, khiến như khán giả thì vẫn luôn là yêu em bởi một cái màu đó, nhưng mà nhiều khi có những cái khán giả khác họ lại rất là khó, họ lại muốn có sự thay đổi liên tục. Thì em đã có tính đến cái việc này chưa cho cái con đường này của mình? Em mới tính đến việc này thôi, và em cũng suy nghĩ về các bạn, là em suy nghĩ ngay từ lúc là khi mình bước ra từ một chương trình rap và mình lại ra một bài hát thì có thể nó sẽ rất là gây tranh cãi, và nó sẽ không vừa lòng những bạn là cộng đồng rap fan rồi các thứ. Nhưng mà em thấy là em mình yêu cái gì thì mình vẫn sẽ làm nó, và các bạn yêu em thì em nghĩ là các bạn cũng sẽ là những người chia sẻ thật với em và tâm sự với em về những cái điều đấy. Và em nghĩ là màu âm nhạc của em nó sẽ không dừng lại ở một màu nào hết, mà em cũng sẽ muốn cố gắng là em sẽ làm hết tất cả các màu. Đấy là điều mà em thực sự muốn, là em sẽ có thể được làm đa các màu âm nhạc nhất có thể, để mình được trải nghiệm ấy. Và mình cũng là một cách để em trên con đường của em tìm ra cái thế mạnh nhất của em. Đấy. Tại vì khả năng của em nó giống như là Quang Anh vậy, em có thể hát được, sáng tác được và cả rap được luôn. Vậy thì em biết là thế mạnh của mình nó sẽ nằm ở đâu? Thế mạnh của em nghĩ là nó sẽ nằm ở sáng tác. Em vẫn nghĩ là thế mạnh của em hiện tại bây giờ nó đang tốt nhất ở mảng sáng tác. Nhưng mà em nghiên cứu thị trường và cái thị hiếu thì cái dòng chảy nó có nhiều, underground cũng có rồi đó, nhưng mà em đang cũng đặt mục tiêu là để mình phát triển cái tên mình được mọi người biết nhiều hơn á. Thì cái dòng chảy mà trên bề nổi á, nó có phải là cái em đang thích hay không? Và khi mà em sáng tác á, thì giữa cái mình thích và khán giả thích đôi khi nó không có trùng lặp. Thì em cân bằng đương nhiên là một chuyện, nhưng mà không phải ai cũng có thể đưa cái chuyện cân bằng đó vào, và khán giả bây giờ người ta nghe và người ta giải trí rồi có nhiều cái mục đích khác nhau, nhiều khi người ta không có thông cảm với người nghệ sĩ nữa. Thì em nghĩ là mình sẽ chọn như thế nào, cái sáng tác sẽ mình ra sao, và hầu hợp mong muốn là khán giả nhìn thấy tác phẩm của mình hay là nhìn thấy con người của mình, hai điều đó nó cũng khá là quan trọng. Anh nghĩ là em cũng có suy nghĩ về điều đó, tại vì nhiều khi khán giả nghe tác phẩm là chính, và cái người nghệ sĩ nó đứng đằng sau đó tới khán giả nhiều khi cũng không quá quan trọng. Và khi em bước vào nghề này đó, là em có bao giờ cảm thấy cái buồn hay chạnh lòng cái điều đó hay không, tại vì em đã từng sáng tác rồi. Cá nhân em thì em có lường trước được điều này, bởi vì là suy nghĩ của mình bây giờ sẽ rất khác với suy nghĩ của mình vào 2 năm sau.
em nghĩ thế. Nên là việc mà mình thay đổi để thích nghi với các bạn fan hơn cũng là một điều rất là tốt. Em nghĩ rất là tốt và mình cũng phải yêu thích nó ấy. Em cũng biết là cái việc để mà cân bằng giữa con người, giữa âm nhạc với cả các bạn fan và những cái điều mà thị trường đang thích, nó là một điều rất là khó khăn. Nhưng mà sẽ không có cách nào để trả lời bằng việc là mình phải cố gắng và mình làm nó liên tục. Chỉ có cách là em cố gắng và em làm nó liên tục thì em mới có câu trả lời để em có thể sửa sai để thích nghi và hoàn thiện bản thân mình. Sau cái gì đã tích góp từ sau ra về mùa 3 rồi như vậy thì sắp tới năm mới á, em sẽ có món quà gì thiết thực tặng gia đình không? À cái này em sẽ bí mật. Yeah, vì nó là món quà mà. Nó là món quà. Nhưng mà năm nay chắc là lì xì sẽ nhiều hơn mọi năm đúng không? Năm nay sẽ cố gắng hơn cái tết. Và cái gì may mắn là bà ngoại cũng ủng hộ lắm. Bà ngoại là mẹ mình cũng cao tuổi rồi nhưng mà cũng rất là hiện đại, rất là ủng hộ. Ví dụ như là đi như này bà có nói là nếu như mà làm MV mà cần đến sự hỗ trợ của bà cũng hỗ trợ nhưng bạn ấy cũng chưa thấy xin. Thế rồi là ví dụ ngày trước bảo là nếu mà phải mua đàn piano thì bà cũng sẽ cho bằng này. Đấy, ví dụ kể cả bạn ấy bây giờ có cậu em trai học lớp 9 thì cũng gọi là đang muốn chơi piano thì bà còn nói là nếu mà chơi piano thì bà sẽ mua cho tức là bà sẽ cho mấy chục để hỗ trợ, để còn đâu thiếu thì bố mẹ bỏ ra. Đấy. Rồi là dì ruột là em gái mình là gần còn quan tâm tới bạn ấy hơn cả mình cơ. Đấy, hỗ trợ chết tình lắm. Tại vì ngày xưa mẹ có được bà cho theo đâu. Sau này thì mẹ mình có thay đổi. Sau này cũng thay đổi. Có rất nhiều bố mẹ ủng hộ con cái thì chọn cái cách là đúng không? Sao như chị thì chắc là chị đã chọn cách làm như thế này đấy. Thậm chí là với cái vai trò của chị làm cái hiệu trưởng đấy thì cái sự ra mặt này nó cũng tạo cái động lực cho các chị nói thêm một cái gì. Thực ra thì đây không phải là cái mục đích ban đầu của mình. Mình cũng bất ngờ mà như lúc trước mình có nói là khi mà bạn ấy thi cái vòng một bạn có nói là nếu được chọn thì bạn ấy sẽ đưa mẹ lên sân khấu, đấy là niềm mong muốn nhất của bạn ấy để thực hiện cái ước mơ. Thì mình có treo là con được đứng sân khấu lớn như thế vân vân, mình có treo thôi. Thế chứ còn mình thì ở trước kia thì mình sinh viên hay là mình đi công tác thì mình cũng tham gia rất nhiều hoạt động, tất nhiên là những sân khấu lớn như bạn thì không có. Thế mình cũng có treo thì bạn có nói là ước mơ của bạn ấy là sẽ được đưa mẹ lên sân khấu. Thì mình lúc ý thì thật sự là vì cái lời hứa của con, bạn cũng phải nói mãi mình mới lên chứ không phải không đâu. Mình không ngại về cái vấn đề mình hiện nay đang làm cái gì. Thế nhưng mà mình thật sự là mình chỉ sợ là làm ảnh hưởng tiết mục của bạn ấy thôi. Vì cái vấn đề rap nó mình có thể hát được nhưng mà rap thì mình chưa bao giờ. Nhưng bạn là mẹ làm được. Thế sau đó mình có bay vào hai mẹ con đúng là tập với nhau trong vòng một ngày. Thế và đến bây giờ thì có thể nói là kể cả trong cái cuộc này thì bạn có nói là con đặt vé cho mẹ rồi thì con muốn vào là con tổ chức sinh nhật cho mẹ. Thế và cái sản phẩm đầu tay thì con muốn là con với mẹ cùng xem. Thế thì đúng ra là cả ông xã nhà mình cơ, cả bố của bạn Duy với lại em trai nữa, nhưng em trai thì vào mùa thi. Thế còn trên quê thì cũng có việc nên bố phải về, thế là một mình cũng bay vào với bạn ý. Thế và mình thì mình nghĩ là mình khi mà bạn ý đã muốn, bạn đã thích thì mình cũng sẽ đã nói là đã ủng hộ con thì mình sẽ ủng hộ hết mức có thể. Thế và mình nghĩ là đây là thứ nhất là một món quà tinh thần bạn ấy tặng mình, và mình cũng là cái người mà cũng sẽ ủng hộ lại là cái động lực tinh thần cho bạn ấy. Hơn nữa với cái quan điểm của mình, sau khi mà mình đã bước chân lên sân khấu của Rap Việt ấy, thì mình thấy hiệu ứng rất là tốt ở chỗ là rất nhiều phụ huynh cũng đã nhắn tin trên Facebook, trên các cái trang truyền thông đấy ạ, là cũng tức là nhận định về vấn đề, cũng có thay đổi trong cái cách suy nghĩ về tư duy, và cũng có các con trẻ có lên nhắn là cô ơi con cảm ơn cô vân vân, bố mẹ con rất là thích tiết mục của cô với anh Cáp, rồi bố con có nói là đấy như thế mới là thế này, thế là thế kia vân vân. Thì mình thấy là đấy cũng là một cái cách mà mình đã lan tỏa cái tư tưởng tới các cái bậc phụ huynh, cũng như là mình cũng muốn là thổi cái sự nhiệt huyết của mình với một người mẹ đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn có thể làm được những cái điều như thế này. Thì đặc biệt với các con khi mà còn trẻ này, nếu mình đã có đam mê, nếu yêu thích thì không có lý gì mình không làm được. Thì đấy chính là cái mình mà muốn gửi tới
các học trò thân yêu của mình, cũng như là một cái thông điệp gì đó muốn truyền tải tới các bậc phụ huynh thân yêu. Đấy là cái suy nghĩ của mình như vậy, chứ không chỉ riêng dành cho Captain đâu. Thật ra là em lúc đầu là em cũng lừa, cũng gọi mẹ vào để xem thôi. Nhưng mà sau đấy thì là xem sản phẩm đầu tay. Không, là thi vòng 3. À, con gọi mẹ vào là để xem thôi. Trời ơi, cái lúc ấy nó thật là choáng váng. Vì là bạn đặc biệt như người ta thì ví dụ là bạn phải gửi cho mình ngay trước. Kể cả các bạn xem cái tập lúc ấy bạn cho mình tập mấy cái câu khác, không phải câu này đâu. Thế sau đó lại thay đổi. Lúc ấy còn dỗi, mình còn dỗi vì gửi thì không gửi trước. Rất là khó với kiểu nếu mà một cái bài hát đã truyền thống đã nghe nó lại khác. Nhưng cái lời hát nữa mình, thôi mẹ không lên, nó rất khoát mình không lên. Mãi thế về sau nói mãi thì bảo bây giờ mẹ không nên là cái tiết mục này bị hủy rồi thế này thế kia. Thế là lúc ý là mình thật sự là quyết tâm lắm để mình lên. Mình bảo nếu không thì thôi, hay là cái phút cuối thì ví dụ đấy thì xong mẹ lên mẹ chia sẻ, mình cũng có nói chứ bạn không được. Thế là quyết tâm em đã gọi là, nói chung là gài thành công. Tại vì là mẹ em thường nói là mẹ tin con, là lúc đấy là em đi đặt trách nhiệm nặng lắm, nên là lúc đấy con bạn là quay ngược lại bạn em nói là đúng rồi đấy. Đấy mẹ cũng nói là thế này thế kia thì con, nói chung là cái ý là cái thật sự là một cái gọi là như nào mà mình về không, mình ngại tại vì lúc mà bước ra khỏi, vừa mới bước chân ra khỏi sân khấu thì mình chưa biết là nó sẽ như thế nào, ngại lắm. Khi mà về nhà chỉ sợ bị mọi người trêu một cái đúng không, nhưng mà thật sự là cái hưởng ứng của mọi người tích cực lắm, nên là mình thấy cũng rất là ổn. Cái bài thì sản phẩm hiện tại em mới vừa ra mắt thì hầu như bây giờ thời điểm này là hầu như mọi người đang sản phẩm Tết, có mỗi mình em là đang nó khác. Vậy thì tại sao em lại lý do là đưa ra sản phẩm điện tử này, và trong khi đó thì em có thể giờ lại là sau Tết? Thông điệp gì là nói là quên đi năm cũ này. Thông điệp của em cũng nói là quên đi năm 2023 này. Nếu có những điều gì buồn thì có những gì đã trải qua rất là nhiều những cái câu chuyện, nó có thể nói là nó sóng gió với em trong năm 2023. Mặc dù là em đã có chương trình rap Việt để giúp mình trở nên được nhiều người biết đến, nhưng mà nó là một năm mà đối với em là kiểu về kinh tế rồi về mọi thứ tức nó là như này này. Khó hơn mình. Bạn ấy thì hôm qua thì hai mẹ con cũng có chia sẻ cũng muộn. Thế và sáng nay bạn nào đến gọi là make up một chút ấy, thì mình cũng nói hai mẹ con tâm sự với nhau phải đến gần 3 giờ sáng. Kể cả trước không thì bước lên sân khấu Rap Việt hai mẹ con cũng nằm nói chuyện với nhau đến phải đến 3 giờ sáng. Thì mình cũng có nói bạn là không thể nói là quên đi năm 2023, mà quên đi những điều buồn, những điều không đáng nhớ thì có thể là quên đi của năm 2023 để bước sang năm 2024 với những điều tươi mới hơn, giống như con nói với hai tách cà phê để mình đấy, tức là bước vào một cái cuộc sống khí thế hơn. Vì thực tế là bạn ấy khi mà tâm sự thì mình biết là bạn ấy khá sốc khi mà mất niềm tin ở một hai mối quan hệ gì đó, tức là ở bạn bè. Đây mình chỉ nói thế thôi, bạn không nói cụ thể là ai và không nói như thế nào, nhưng chỉ là bạn đấy, không phải là tình yêu. Thì bạn ấy có nói là tức là bạn bất ngờ trong cái cách sống của người bạn đó, thì bạn thực sự là giống như kiểu bạn ấy bị sụp đổ mất cái gì mà mình nghĩ đấy, thì bạn ấy thấy đấy rất là khá là sốc. Thì mình cũng bảo những cái chuyện đó thì thôi, đó cũng là những cái bài học cho mình. Đôi khi người ta bỏ tiền ra để mua kinh nghiệm về cuộc sống, thì con nghĩ đây nó là cái bài học cho mình, không có cái gì cả. Và hôm qua mình có trêu đấy, không quên dần quên những cái chuyện đấy đi, mình cũng trêu con như thế. Thì mình nghĩ là đây cũng là một cái thông điệp nhỉ, mà Captain này gửi tới tất cả mọi người là quên đi những chuyện không đáng nhớ của năm 2023, còn những gì đáng nhớ mình phải nhớ chứ, đúng không? Đấy, thì sắp tới này xong thì năm 2024 mình sẽ có những cái mặt nó như thế nào? Năm 2024 thì em sẽ cố gắng là một người chăm chỉ hoạt động nghệ thuật hơn, nghiêm túc với những cái sản phẩm sắp tới của mình hơn, và sẽ cố gắng ra nhiều dàn nhạc hơn cho các bạn và chinh phục con đường âm nhạc. Đấy thì một cái điều gì em muốn nói đến khán giả, phải những fan đang nhận đang yêu thế này? Em muốn nói với các bạn là em cảm ơn các bạn rất là nhiều, và em thật sự là em phải nói thật là rất cảm ơn các bạn, bởi vì là em không nghĩ là sẽ có sẽ có những người họ dành thời gian ra để họ yêu mến mình, họ tặng quà và họ nhắn tin những cái lời chúc đấy. Thì đấy cũng là một cái, những cái động lực để em có thể để quên đi những cái chuyện buồn và những cái cú sốc. Đấy, những cái cú sốc đấy của em là trước đây em học đại học thì em nghĩ là cuộc sống khi mà nổi tiếng nó rất là màu hồng,
mình vừa có tiền này, mình lại còn được đi diễn này, còn gì sướng bằng. Nhưng mà em đã gặp được kiểu vừa bắt đầu ở Sài Gòn thì em đã gặp được rất là nhiều chuyện nó gọi là không đáng có, thì không sao, người gì cũng đã có. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã động viên tớ để vượt qua được cái khoảng thời gian đấy. Và với cái em đi lần này thì em ra thì chắc chắn nó sẽ vẫn còn sẽ có, không bao giờ có, người ta nói là cái em đi sẽ không bao giờ nó hoàn hảo 100%. Yeah. Thì những cái lời ý kiến chắc chịu em đã có không bị tin tưởng chứ? À, em có chứ. Em nghĩ là không kiểu sẽ mọi người sẽ không bao giờ là kiểu sẽ có những người mà họ sẽ không thích sản phẩm của mình, và có những người họ sẽ thấy nó là một sản phẩm chưa hoàn hảo. Nhưng mà em vẫn sẽ lắng nghe tất cả những ý kiến của mọi người, những cái ý kiến mà đóng góp, mang tính đóng góp, mang tính muốn cho em tốt lên. Em sẽ đọc và em sẽ suy ngẫm. Còn những cái comment tiêu cực ở trên dư luận thì em biết là chắc chắn là nó sẽ xảy ra, và em cũng đã chuẩn bị tinh thần là không sao, mình bình thường hóa những cái vấn đề đấy thôi, và dần dần thì biết đâu trong tương lai những người comment tiêu cực đấy lại trở thành những cái người mà lại yêu thích màu âm nhạc của mình, tại vì là mình không thể biết trước được điều gì. Thực tế là khó rồi đúng không? Yeah. Thực tế là khó mà. Thế trong cuộc sống của bạn Cáp thì cũng có những đôi khi cũng có những bạn có những cái lời nó rất là không hay khi mà mới đầu bạn tham gia hoạt động nghệ thuật, rồi chê thế này chê thế kia, thế nhưng mà cũng mình theo mình thấy thì cũng khá là bản lĩnh đấy, và sau đó thì bây giờ các bạn lại rất là thân với nhau, rất là tích cực hỗ trợ nhau rất là nhiều mặt, thì mình nghĩ là đôi khi trong cái cuộc sống cách ứng xử nó là còn là do mình nữa. Còn có phải ai cũng thích hết tất cả những sản phẩm, mình cũng thế thôi. Ví dụ như mình thích dòng nhạc này, mình không thích dòng nhạc kia, mình thích bài này, không thích bài kia, thì cái chuyện mà lắng nghe ý kiến của mọi người là cái điều nên có. Thế và mình đón nhận nó như thế nào, và phản ứng của mình hay là cách ứng xử cư xử với những cái ý kiến trái chiều đó ra sao thì đấy cũng phải là do mình đối xử với mọi người, thì sau đó mọi người sẽ có cách nhìn nhận lại. Yeah. Ví dụ như vậy, mình cũng vẫn luôn khuyên con như vậy, chứ không có nên là khi mà mình nghe thấy một ý kiến nào đó chê bai mình hay là phản ứng trái chiều mà mình lại sừng cồ lên hay mình coi là thế này thế kia, không quên giải quyết. Kể cả bản thân mình đối với một sản phẩm khác, mình nghe mình cũng thấy thích bài này và không thích bài kia, thích ca sĩ này không thích ca sĩ kia, thì giống như tất cả mọi người thế thôi, thì mình cũng luôn khuyên con như vậy. Chứ mà mình nghĩ là phải đón nhận nó một cách bình tĩnh, nếu đã xác định theo nghệ thuật thì điều đó là đương nhiên và sẽ xảy ra, mình nghĩ là như vậy. Ủa, nên chuẩn bị cả đêm mà. Không phải chuẩn bị, không, đấy là anh ấy hỏi thì mẹ nói thế. Thấy là... không, vì anh ấy hỏi thì mẹ... không, vì mình xác định từ trước, và thật sự bản thân bạn lúc đầu mình đã nói cho mình là nếu con vào nghệ thuật thì mình vạch ra cho bạn rất nhiều, nó sẽ có những điều này, và trông gai là nhiều, thật sự trông gai là rất nhiều, vì cái sự thành công của mình, cái con đường mà trải thảm ấy, hiện nay chưa có một cái gì hết, thậm chí con đường nó rất là gồ ghề, và xác định là khi mình bước đi sẽ rất là nhiều chông gai đấy, và mình bước đi như thế nào và mình có sẵn sàng không đấy, thì chứ không, con mình cũng lấy một số dẫn chứng, có phải là ai cũng sẵn sàng dẫn đến dễ đến thành công thế đâu đấy. Thế rồi là mình cũng lấy dẫn chứng một số những ca sĩ là nghệ sĩ khi mà trong cái cách ứng xử với tất cả mọi người đấy, thì người nào sẽ được như thế này, người nào sẽ không được như thế kia, đôi khi chỉ là cái cách ứng xử thôi, thì mình cũng có phân tích cho con đấy, và đừng có bao giờ nghĩ rằng tất cả những lời, có thể người ta rất là vô tư, người ta mình tôi không thích bài này, đấy là chuyện hết độ sức độ bình thường. Kể cả ví dụ với Duy cũng vậy, thì mình cũng có nói là hai sản phẩm một con về sau của con thì mẹ rất thích, nhưng bài đầu nếu là mẹ cũng thấy bình thường, chỉ là cái yếu tố về nhạc thôi, thì là mẹ thích đó để thổi vào các bạn trẻ, nhưng nếu về lời thì mẹ thấy nó mức giải trí bình thường, tức là cảm nhận ở mức giải trí, chứ còn nếu để nói là cái lời của rap để đi vào đời sống nó mang một cái ý nghĩa gì đó sâu sắc thì bài đó chưa phải là sâu sắc. Nhưng đến bài thứ hai hoặc bài thứ ba thì thực sự là rất ý nghĩa đấy, ý nghĩa thì đấy, mình nói là
dù là rap, dù là rất đời, rất người, rất bình thường, nhưng mẹ muốn là, tức là nó sẽ có những cái câu chuyện và có những cái ý nghĩa, có những cái lời thông điệp rõ ràng tới tất cả mọi người. Thì mình nói với bạn như vậy, và đọc lại với người ta nó sẽ là cái gì, chốt lại nó là thông điệp, nó là ý nghĩa gửi gắm đến mọi người. Chứ ông đừng có thích thì ông cứ sáng tác vu vơ đấy. Mình hai mẹ con hay tâm sự mà, mình cũng nói với con như vậy đấy.